Ngồi nó không cần chị sáng nó lấy cái sáng lên trong cái rồi mà nó gửi mail in ra rồi in ra cầm lên cái gì ba phòng ngủ là một phòng thờ có mấy vệ sinh thì làm mấy cái môn vệ sinh vệ sinh dưới là vệ sinh trên vệ sinh dưới đây đang còn cái tầng tung là thì để không thôi ạ. Theo em thì cho đến phòng thờ một chút cho nó phòng thẳng. Được rồi, không hiểu nhưng mà nó cũng thiết kế thì tầng dầm là hay cho phòng thờ lên trên tầng thì quan điểm mình nhà ống thì nó hơi khó không phải ví dụ như là nếu mà phòng thờ và chỉ cho lập phía ngoài này á thì phòng trong của chị là nó trường hợp thiếu sáng thì nó sẽ có trường hợp thiếu sáng thì bọn em phải đèn cái khoảng không để lấy sáng ra phòng cái khoảng không nó cũng mất tiện ích nên là nếu mà trường hợp mà bọn em là bố trí mà nó bị thiếu sáng cái phòng chị á thì em nghĩ là em có phương án là chị cho lên trên thì cái diện tích lên trên thì nó cũng một cái khoảng diện tích bằng những cái sàn dưới rồi thì bố trí phòng thờ đâu cũng được nó dễ. Nếu mà chị để phòng thờ mà kẹt giữa hai phòng tức là với như chị này thì trường hợp phòng thờ là ở gần cùng đó thì mình là phải đi qua hai phòng thường nó sẽ phải đi qua hai phòng với phòng thờ thì hai cái phòng ấy nó đang bị kẹt ở giữa đó, thì bọn em phải bước cái khoảng thang để thông từ trên dưới cho nó sáng.